Nghĩ về cuộc thi tìm giải pháp chống ùn tắc giao thông tại Hà Nội. Cuộc thi về tìm giải pháp chống ùn tắc giao thông tại Hà Nội. Sau khi nghiên cứu điều kiện dự thi và nội dung cuộc thi, tôi thấy có một số ý kiến như sau. Thứ nhất, cơ cấu giải thưởng chưa hợp lý. Theo tôi đánh giá, khó có một đơn vị nào đưa ra ưu việt toàn bộ 12 vấn đề mà đầu bài yêu cầu, nên khó có bài nào đạt giải nhất, tức là giải quyết trọn vẹn cả 12 vấn đề, mà có thể ban tổ chức sẽ phải lấy ở mỗi bài thi một vài ý tưởng khả thi nhất, do đó cơ cấu giải thưởng sẽ chia theo từng ý tưởng nếu lựa chọn. Thứ hai, kinh phí cho mỗi đơn vị tham gia là 25.000 đô, có bài thi là không hợp lý vì các lý do sau. Đây là cuộc thi tìm ý tưởng, giống như các cuộc mời thầu mua sắm công, và mời thầu mua sắm công phải tuân theo luật đấu thầu và chi phí làm bài thầu, mỗi đơn vị phải tự thu xếp chi phí để làm bài. Cuộc thi khác với mời thầu ở chỗ chủ đầu tư không yêu cầu các nhà thầu phải đóng bảo lãnh dự thầu. Đây là cuộc thi tìm ý tưởng cho nên chi phí là không nhiều, vì ở đây người tham gia chỉ cần nêu ý tưởng và một vài con số cũng như hình vẽ phác thảo khi ý tưởng được thực hiện. Lúc đó chủ đầu tư mới cần thuê thiết kế để thực hiện dự án. Như đã nói ở phần 1, khó có thể có một bài nào mà đưa ra được giải pháp tốt cho cả 12 vấn đề mà ban tổ chức đề ra. Thứ ba, mời dự thi hạn chế là không hợp lý, mà phải mời thi rộng rãi mới thu hút được chất xám của những công dân có trách nhiệm, mà phải có trách nhiệm với các lý do sau. Mỗi người sẽ giỏi một vấn đề trong 12 vấn đề mà ban tổ chức yêu cầu và ý kiến chuyên môn của họ sẽ rất có ích. Việc ban tổ chức chấm sơ khảo để lựa chọn ra 5 đơn vị tham gia dự thi là không hợp lý, vì ban tổ chức dựa vào tiêu chí nào để cho đơn vị này vào và đơn vị kia ra. Đây là ý tưởng không phụ thuộc vào năng lực tài chính cũng như kinh nghiệm của đơn vị tham gia. Khi thành phố Thượng Hải mở cuộc thi ý tưởng làm vòng xoay ở cửa ngõ vào thành phố, thì giải đặc biệt là một căn hộ được trao cho cậu bé 13 tuổi. Nếu có đơn vị tư vấn thiết kế về giao thông giải quyết được việc này, thì sao họ không đề xuất với thành phố Hà Nội từ trước? Để kẹt xe cả chục năm, bây giờ có cuộc dự thi thì họ mới có năng lực à? Thứ tư, yêu cầu về tầm nhìn đến năm 2030 là quá ngắn. Tối thiểu tầm nhìn cho quy hoạch giao thông phải đạt đến 50-100 năm. Nếu không đến năm 2030, thành phố lại mở cuộc thi khác để giải quyết các vấn đề sau giải thưởng ngày hôm nay. Chúng ta có rất nhiều ví dụ để chứng minh việc này.